Và các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ làm các cái món để ăn mừng 94.000 người đăng ký. Sẽ làm các cái món là gà đòn á, xào xả ớt. Hôm nay được chủ trại sinh tế tặng một con gà rất là hoành tráng. Cái này là sẽ làm món dế, rồi sẽ bật bếp làm luôn. Ở đây là món nem chua của Bình Định, cũng được chủ trại gà sinh thế tặng. Đây là con gà rất là to. Đây, con gà rất là to và rất là ngon. Tuy nhiên là để cho những người yếu bóng vía khỏi phải sợ, chúng tôi đậy bụng lại. Cho hành vào. Quay. Cái này mà quay này, ta tặng. Bấm tạm dừng đi. Rồi cái này chúng ta sẽ ướp một ít nước mắm dế. Món này gọi là dế mèn, ký ức tuổi thơ. Dế mèn thì chúng ta cho một ít nước mắm và khoảng vài thì một canh, không nên cho nhiều quá. Đấy, xong rồi, như vậy là chúng ta ướp cái này xong. Mà không cần ướp cũng được, vì nó ít, chúng ta cho vào luôn. Đấy, như vậy là món dế rất là ngon rồi. Chúng ta nhìn vào máy quay cho gọi là cực kỳ thơm ngon luôn. Mùi rất là thơm luôn anh em. Đấy, đây là cây ớt chúng tôi trồng. Cái ăn sẽ rất là an toàn. Mà cây ớt rất dễ trồng, quý vị các bạn có thể tự trồng như chúng tôi như này. Rồi anh hãy hái đi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Ớt bên trên có nhiều rồi. Và hái một ít cái lá. Đây, cái này ăn rất là ngon. Ta sẽ hái một ít cái này lên chúng ta thưởng thức. Sâm nam, lá lăng gọi là sâm nam. Rồi gà xào xả ớt thì chúng ta lên ướp. Gia vị ướp thì chúng ta xào thì nó sẽ thấm và nó sẽ ngon hơn. Ta ướp mắm và nước mắm và bột canh. Có thể cho thêm một ít đường nếu mà ai thích ăn ngọt thì cho thêm một ít đường. Nếu không thì không cần, bởi vì ăn nhiều đường cũng tốt cho sức khỏe. Bây giờ chúng tôi sẽ làm lòng nấu miến. Đầu tiên chúng ta xào cho thơm. Hành nó đã cho thơm, xong chúng ta cho lòng vào chúng ta xào. Lòng thì chỉ nên lấy mề và thịt vàng thôi. Để nó chín này, này chúng tôi đã cho miến vào và hiện tại nó đang sôi. Miến gạo thì nó sẽ nhanh được hơn, trong sẽ lâu hơn. Chúng tôi sẽ làm món gà xào xả ớt luôn. Cho nó tôi là cho nó nguội.
sau khi hành các thứ đã thơm ngon rồi, hành ớt xả đã thơm rồi, chúng ta sẽ cho thịt gà vào để chúng ta xào một vài là xả ớt. Rất là thơm rồi. Chúng ta có thể đậy bung cho nó nhanh chín cũng được. Nhưng mà nếu mà xào thì thường người ta không đậy bung bởi vì để cho nó săn, nhưng mà chúng ta thích đậy bung cũng được. Đấy, hiện tại đã chuẩn bị được khá nhiều món rồi. Giờ đang chờ anh Hải anh ấy đưa bia ra. Hiện tại là đã chuẩn bị được các món như sau, gồm có gà xào xả ớt, dế men phiêu lưu ký, rơm chua Bình Định, nem chua bọc rơm. Đấy, rồi cái gì miến lòng gà, nem chua tiếp. Đấy, ta phải chụp cái ảnh quay góc này, chụp cái ảnh chuẩn bị cho anh em chiến đấu. Chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi đã làm rất là nhiều món như lúc nãy đã giới thiệu để ăn mừng 94.000 người đăng ký. Rất là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã yêu mến và ủng hộ Võ Đường Ngọc Hòa nói chung và kênh Nguyễn Viết Hòa nói riêng. Hôm nay chúng tôi làm một số món để ăn mừng, thực sự là rất là vui và rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức cùng chúng tôi. Là mời mọi người thưởng thức bao gồm cả nhân viên nam nữ, nên là vì bận nhiều việc cho nên là không dám mời nhiều người. Còn đợt trước là mời nhiều nhưng mà đợt này vì công việc nó quá nhiều cho nên chỉ làm nội bộ thôi. Đấy, nhân viên khen ngon rồi đấy, ngon cực kỳ luôn, tuyệt vời. Bạn sĩ đạo bạn ấy bị ốm nên là bạn ấy không thưởng thức cùng được. Mấy bạn sĩ đạo đang bị sốt sắp khỏi rồi, bạn đang ăn, đang thưởng thức riêng, đang ăn riêng bởi vì bạn đang ho cho nên là bạn ấy ăn riêng ngồi bên cạnh này. Bạn đang ngồi bên cạnh rồi, bạn đang ăn đấy. Bạn sĩ đạo chào quý vị các bạn đi. Rồi bây giờ anh Hải anh sẽ thưởng thức món rơm Bình Định, đây gọi là nem chua bọc rơm. Chưa có ăn bao giờ cho nên chả biết ăn thế nào. Cắt ra thử xem thế nào. Bóc ra mở ra luôn đi. Thì mở ra đi. Thì mở ra ăn đi. Thì bây giờ thử mà. Ăn ở trong rồi mà. Em định ăn rơm thật. Em định ăn rơm thật à? Ăn trong rồi mà. Hải nó định đưa bọng rơm nó ăn thật. Đấy. Một gói là hay mấy gói?
hết rồi. để đấy rớt mấy tí chiều đưa ra vườn, cứ để đấy đấy chiều cho nó vườn. Đây là món nem chua Bình Định. Cái này cắt không biết là ăn sẽ như thế nào. Ổi đây đấy. Cái này mà món nhậu thì hợp với anh Hải tuyệt vời. Ngày hôm nay là kiểu gì anh Hải cũng sẽ ok. Đó, thử đi, cắt đũa thử luôn xem là đánh giá chất lượng xem như thế nào đấy. Bao gồm cả tay rồi gì đấy kìa. Anh gắp anh cứ thử đi, đánh giá cái xem như thế nào, ngon hay là không ngon. Ngon thì nói ngon, mà không ngon thì nói không ngon. Thử đi, cũng được ngồi bên này. Cái nào đánh giá xem nào. Ngon hả? Ăn được rồi. Nhưng mà nó có chua lắm không? Ăn được không? Có nguy cơ đau bụng không? Hả? Ngon hả? Ăn đảo để gì? Mừng thôi. Vô! Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hello, bạn Chí Đạo chào và bạn Chí Đạo. Xin chào. Xin cảm ơn. Rất mong quý vị và các bạn tiếp tục đăng ký nhiều vào kênh của Nguyễn Viết Hòa để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.